Cái video này mình sẽ làm cái nhật ký để về sau khi mà mình lên trên YouTube mình nhìn lại hoặc là nhắc lại cái ngày này của năm sau thì mình sẽ luôn thấy đây là một cái ngày thất bại và nó sẽ là một cái dấu mốc để mình ghi nhớ lại để không bao giờ được phép xảy ra cái điều này thêm một lần nữa. Chào mừng các bạn quay trở lại với Vampires, mình là Minh. Và tại thời điểm mình ghi âm clip này thì như các bạn đã thấy ở trên màn hình, đấy là đồ thị của JHF và Đồng Yên Nhân. Và đây là cái câu chuyện buồn của mình, một cái lần thua lỗ mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên ở trong cái cuộc đời giao dịch. Và nó là một trong những lần thua lỗ lớn nhất của mình đến thời điểm hiện tại. Những cái cảm xúc của mình ở thời điểm này, lúc này, ngay lúc này, nó sẽ gồm rất là nhiều những cái cảm xúc nó lẫn lộn và trái chiều nhau. Nó có cái cảm giác bực tức, cái cảm giác chán nản, cái cảm giác hồi hộp, cái cảm giác hy vọng. Hy vọng cứ mỗi khi là chúng ta sẽ có thể, chúng ta sẽ cắt được bớt cái lệnh này. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể, chúng ta sẽ về được bờ. Và nếu các bạn đã ở trong những trạng thái gồng lại thì bạn sẽ hiểu được cảm giác về bờ nó thực sự nó bùng nổ, nó sẽ vui sướng như thế nào. Trong tất cả quá trình giao dịch của mình thì mình vẫn luôn nghĩ là mình không phải một trader giỏi nhất và mình không phải một trader trăm trận trăm thắng. Và tất cả những cái lần lầm lỡ và tất cả những câu chuyện sai lầm của mình thì mình đều muốn kể cho các bạn để làm gì. Thực ra mình không phải muốn truyền cho các bạn những cái năng lượng tiêu cực, những cái câu chuyện mà thua lỗ ở trên thị trường. Và cái mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là những cái lỗi sai của mình. Vì do đâu đối với cái lệnh ZF GPI này đến thời điểm hiện tại mình đang âm đến hơn 200 pip. Hơn 200 pip. Và nếu các bạn rơi vào trường hợp này thì các bạn nên xử lý, các bạn nên xử trí như thế nào? Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn cái điều này rất là nhiều. Ở thời điểm hiện tại thì mình đang duy trì hai nhóm là nhóm Private và nhóm Scalp, các bạn đã biết. Và khởi đầu cái ngày hôm nay thì tất cả những cái lệnh nó đang cũng khá là suôn sẻ, đặc biệt là đối với những cái lệnh giao dịch vàng thì mình không có bất cứ một cái vấn đề gì cả. Như bạn đã thấy thì những cái entry mình đưa ra nó vẫn tương đối là tốt và vẫn tương đối là chuẩn. Tuy nhiên một cái điều mà mình đang vướng phải và đang gặp phải ở đây đó là gì? Là những cái cặp tiền ở trong thời điểm vừa rồi mình giao dịch nó không tốt, và đặc biệt là đối với những cặp tiền mà có đồng yên Nhật ở trong đấy. Và từ trước đến nay nó chưa bao giờ nó là một cái lợi thế của mình. Đấy là cái điều đầu tiên. Và cái điều thứ hai là gì? Mình vẫn biết là trong giao dịch chúng ta nên là một người máu lạnh và chúng ta không nên để những cảm xúc và những cái suy nghĩ cá nhân vào trong cái giao dịch của chúng ta. Nhưng nói được nhưng mình đã không làm được. Bởi vì sao? Vì trong tất cả câu chuyện mình vẫn luôn nghĩ cái lỗi nó vẫn là của mình trước. Cũng do là những cái thông tin mình nhận định có nhiều những cái cặp tiền mình nhận định nó không được tốt và không được chuẩn như những cái cặp vàng. Tuy rằng mình đã cố gắng để mức stop loss của mình ở mức là 20 đến 30 pip để giảm thiểu tối đa những thua lỗ nếu cái lệnh đó, những cái phân tích đó của mình nó đi ngược. Nhưng với một cái cộng đồng cũng tương đối là lớn như của Emforex thì mình biết cũng có rất là nhiều bạn cũng rất là khó xử. Vì những bạn mới thì các bạn có thể là bạn sẽ đánh số loss nó rất là to so với tài khoản. Có những cái bạn thì có thể bạn sẽ bị nhồi lệnh rất rất là nhiều so với tài khoản. Có những cái bạn thì cũng bị cuống rất là nhiều những cặp tiền, nhất là những cặp chéo ấy. Các bạn có thể thấy là cây nến của nó là một cây nến rất là dài, với cây nến xanh hoặc cây nến đỏ rất là dài. Nhưng mà thực tế thì cái giá trị, cái số tiền trên pip nó không phải một số tiền nó tương đối là lớn. Nhưng mình luôn nhận được rất nhiều những cái comment của các bạn. Những cái comment ví dụ như là anh ơi em lỡ nhồi nhiều quá thì bây giờ em làm như thế nào? Anh ơi cái lệnh này lúc nãy nó dương nhưng em không kịp cắt, sao em bận họp thì bây giờ làm như nào? Anh ơi cái lệnh này lúc nãy của em nó đang âm, bây giờ nó dương trở lại rồi thì em nên làm gì? Anh ơi mình có liệu có nên dịch stop loss về entry hay không? Rất rất nhiều những câu hỏi. Và mình suy nghĩ rất là nhiều, mình dành rất là nhiều thời gian của mình để làm sao để có thể mong muốn giúp được các bạn nhiều nhất. Nhưng trong giao dịch mà nó không thể tránh được những trường hợp nó sai lầm. Thì mỗi cái lần sai lầm là mỗi lần mình buồn, mình suy nghĩ rất là nhiều. Cho đến cái lần này, cái ngày hôm nay là ngày 30 tháng 3 và trước đấy khoảng 2 tuần thì mình đánh nó vẫn tương đối là ổn. Nó chỉ bắt đầu chệch choạc ở một trong hai một vài cặp tiền. Và nếu các bạn có xem những cái report của mình trong những cái tuần trước thì những cái số âm của những lệnh tiền của mình nó chỉ rơi vào khoảng 60 đến 7 pip. Nói chung là nếu mà cái tổng kết thì nó vẫn là một con số dương. Nhưng đến trong cái tuần này, bắt đầu từ hôm thứ hai, thứ ba và đến hôm này thứ tư thì những cái lệnh tiền của mình và những cái áp lực từ các bạn nó bắt đầu trở nên rất rất là nhiều. Chính những cái điều đó thì các bạn luôn có những câu hỏi là tại sao mình hay kiểu bắt đáy bắt đỉnh, mặc dù những cái lệnh bắt đáy của mình hoàn toàn có thể đạt được cái TP2 với TP3 đó khoảng 70 pip đến khoảng 90 pip. Ví dụ như những cái lệnh này,
Có những cái lệnh ăn ngắn 2 pip thì không nói, nhưng cũng có rất rất nhiều những cái lệnh của mình đạt được TP2 ở đây. Rất nhiều cái lệnh mình đạt TP3, 70, 80 pip. Nhưng bản thân các bạn cũng không không có gồng được những cái lệnh đó, và các bạn muốn nó là ăn ngắn và các bạn vào cái là nó xanh luôn, bất kể là lệnh buy hay bất kể là lệnh sell. Chính những cái điều đấy thì là mình có một cái suy nghĩ nhất thời điểm đó, mình muốn là làm nào để gỡ cho bạn càng nhanh càng tốt, và để kiếm cái entry gỡ cho bạn càng nhanh càng tốt. Thì trong cái buổi ngày hôm đó, lúc mình vẫn nhớ đấy là lúc mà 10 giờ 20, 10 giờ 20 mình sẽ replay lại cho đúng những cái thời điểm đó. Thì đây là cái đồ thị của con CRF-GPI tại cái thời điểm mà mình gửi cho mọi người cái thông tin. Và có cái sự thật đấy là gì? Lúc đấy là mình xem một khung thời gian 10 năm và mình thấy đây là một cái đường giảm với những cây nến đỏ nó giảm tương đối là mạnh. Và mình đã phạm phải cái sai lầm đầu tiên, đấy là mình đã FOMO và mình đã sell đuổi theo cái đoạn này. Và cái entry lúc đấy mình sell nó một entry thực sự nó không phải một entry quá là ổn, quá là tốt. Cái entry mình nó sell ở tầm là 130.8. Và cái entry thứ hai là mình sẽ sell ở tầm là 131.2, là cái tầm trên này. Và mình kỳ vọng là do mình xem trong khung thời gian ngắn nên mình kỳ vọng là tất cả những cái này nó sẽ đều giảm xuống tiếp. Đều giảm xuống tiếp, và cái lệnh này mình sẽ làm cái lệnh swing, cái lệnh dài. Nhưng sau đấy cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào thì mình có thể bật cho các bạn xem. Và cứ mỗi khi nhìn lại cái lệnh này, thực sự là mình cảm thấy rất là buồn và rất là thất vọng về bản thân, và cảm thấy nó rất là lạnh gáy. Bởi vì tại sao mình có thể mình sell được một cái lệnh ở ngay một cái vùng key level trong một cái xu hướng tăng? Và nếu mình zoom nhỏ ra thì đây là một cái xu hướng tăng nó rất là mạnh, và cái nhịp giảm này có thể nó chỉ là một cái nhịp hồi. Thêm vào đấy nữa là gì? Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được một cái trend giảm ở đây. Nhưng cái trend giảm nó hình thành bởi vì đây cạnh dưới là trend giảm này, và ở đây giá nó chạm những cái khu vực này nó bật lên. Vậy thì ở đây sẽ là một cái yếu tố hợp lưu giữa cái trend line và yếu tố hợp lưu của vùng key level. Cộng vào đấy nữa thì RSI trong khung thời gian ngắn nó dần dần rơi vào trạng thái quá bán rồi. Nên việc đặt một cái lệnh sell ở đây là một cái lệnh thực sự là ngu ngốc, và một cái lệnh thực sự là đáng xấu hổ cho toàn bộ cái quá trình giao dịch của mình từ thời điểm hiện tại về sau. Bất cứ một cái lời bào chữa nào đều không có thể nào chấp nhận trong cái giai đoạn này. Và đây là những cái gì mà giá nó sẽ đi sau đó. Sau đấy thì các bạn thấy thì giá bắt đầu lên và nó khớp với cùng entry 2 của mình ở lúc buổi trưa. Và đi song song với đấy thì những cái lệnh này của mình nó vẫn đang chạy và vẫn đang follow đủ. Và nhất là đối với những cái lệnh vàng, như mình đã nói, những việc mình đạt được TP2 là cũng 70 pip là mình hoàn toàn có thể. Và chỉ cần với một cái lệnh vàng này mình có thể mình sẵn sàng cover lại cho được tất cả những lệnh khác. Thì ở cái thời điểm mà mình được lãi, à mình khớp được entry 2 này, thì cái điểm entry 1 của mình là 130.8 lên đây, nó đang âm tầm khoảng 50 pip. Nhưng các bạn có biết đấy, ở trong cái thị trường này có một cái sự cố chấp và một cái sự ngu ngốc rất lớn. Các bạn cứ cố chấp, các bạn không nhìn vào cái nhìn tổng thể. Mình vẫn hay bảo các bạn là nếu các bạn thua một lệnh nhưng mà tổng cái lệnh của bạn nó đang win thì các bạn hoàn toàn nên cắt đi được. Và mình cũng đang ở trong trường hợp đấy. Cái lệnh này mình âm vài chục pip, nhưng đối với cái lệnh vàng của mình từ sáng ấy, mình đã phải dương đến cái lệnh này là được đâu đấy là khoảng 40 pip, 50 pip, xong cộng cả buổi sáng phải 23 pip nữa, ngoài khoảng 70, 80 pip, rất rất là nhiều. Xong sau đấy đến 4 giờ cái lệnh này của mình được 70 pip, mình vẫn nhớ. Nhưng một điều đáng buồn là đến 4 rưỡi chiều thì con CHFGB vẫn chạy tiếp. Mình sẽ để giá chạy tiếp theo khu vực 16 giờ. 16 giờ. Và đến đây thì mình lại làm một cái động tác, đấy là mình sẽ entry 3, tức là mình sẽ sell khu vực là 131.7, tức là cái đoạn này. Bởi vì lúc ấy mình có cố gắng để mình bình tĩnh lại hơn thì mình nhìn thấy khu vực này nó có những cái đường MA ở đây, và khả năng nó sẽ có điểm, nó sẽ giảm điểm ở đây. Và chúng ta sẽ cùng xem. Thì đến lúc mà giá nó về lúc 19 giờ này này, các bạn thấy hiểu cái cảm giác khi mà chúng ta đang sell khu vực đáy lúc 18 giờ, thì lúc ấy cái lệnh này của mình là tổng đang là âm 50 pip. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại tất cả trong những quá trình đấy, ví dụ AN mình được 15 pip, con này được thêm 10 pip, con UCD 10 pip, tức là đoạn này phải được 20 25 pip. Cộng với cái lệnh vàng của mình 70 pip buổi sáng, cộng với cái lệnh 30 pip, những cái lệnh lẻ lẻ phải hơn 100 pip rồi. Thì lúc đấy đáng nhẽ cái lệnh này là âm 50 pip. Tại sao mình không cắt? Thì đây là một cái câu hỏi đến thời điểm hiện tại mình chưa trả lời được. Mà mình nghĩ cái câu trả lời đúng nhất đấy là gì? Khi mà giá nó về đây thì mình lại kỳ vọng, mình mong muốn một điều đó là gì? Giá nó sẽ tiếp tục về đây. Nhưng mà bỏ qua mà mình sẽ quên mất một điều, ở chỗ này nó vùng hỗ trợ được tạo một cái đường MA rất là cứng.
rất rất là cứng. Và mình kỳ vọng nó về đây để nó tạo ra mô hình hai đáy, sau nó sẽ tiếp tục nó đi lên. Đó, thì đây là cái kịch bản mà mình prefer và mình rất là thích. Nhưng thực tế thì thị trường nó bao giờ cũng vậy, nó luôn biết cách để cho chúng ta mất bình tĩnh, mất tiền, và nó cho chúng ta những cú tát nó rất là đau. Và sau đấy lúc 7 giờ thì giá bắt đầu đi lên tiếp tục. Và nó bắt đầu chạm cái cạnh trên cái trendline này. Cạnh trên cái trendline này. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể kẻ được đây nó xuống tăng. Thực ra đây là một cái nhịp hồi đúng không ạ? Và giá nó vẫn đang khá là tôn trọng cái trendline này. Thì mình kể tiếp cho các bạn cái tâm lý của mình thời điểm đó. Thì ở buổi tối ngày hôm đấy mình có một cái livestream, và đây là kết quả buổi livestream đấy. Thì cái chủ đạo của mình vẫn là vàng. Thì đối với những lệnh này mình hoàn toàn mình 25 pip này, 10 pip này, 15 pip. Thì một lần nữa tổng cộng tất cả những cái đấy của mình nó sẵn sàng nó cover được cho thằng CSS-GPI này. Và đến cái thời điểm này buổi tối thì các bạn sẽ thấy là gì? Giá ở đây, ba cái entry, một ở đây, hai ở đây, ba ở đây. Tổng ba cái entry mình đã phải âm đến là 200 pip. Nhưng mà các bạn đã biết mà, gầm lỗ bao giờ chúng ta đã giỏi, cũng giỏi bởi vì chúng ta luôn có một cái mong muốn và một cái hy vọng trong đầu là giá nó sẽ hồi về và giá nó sẽ cho chúng ta một cơ hội để nó về bờ. Nhưng đấy, tính ra nếu mà nhìn vào cái đồ thị này, mặc dù giá nó chạy rồi nhé, kể cả giá nó không chạy đi chăng nữa thì bạn sẽ thấy những cái điểm sell các bạn nên sell đó là gì? Những cái điểm vùng Fibo này, tức là khu vực 131.7 này thì còn chấp nhận được. Còn cái điểm sell ở dưới này một lần nữa không để mình chấp nhận được cái điểm sell này và cái điểm này. Nếu mà sell 131.7 này thì rõ ràng mình khoảng được 30-40 pip là mình đã take profit được rồi. Và cái điểm sell tốt thứ hai là cái điểm key level trong cái xu hướng giảm này. Đỉnh này, tạo đáy, tạo đỉnh, tạo đáy, tạo đỉnh. Thì cái điểm này sell thì nó sẽ là một cái điểm nó rất là ok. Nhưng mà đấy, khi các bạn đang có những cái entry xấu ở dưới thì các bạn sẽ luôn gồng và các bạn sẽ hy vọng là nó sẽ phải xanh. Và đây cái cảm giác của mình trong thời điểm hiện tại. Dù thế nào đi chăng nữa, một cái trader nó không bao giờ nó bỏ cái cảm xúc đi ra ngoài. Mặc dù biết là tiền mất đấy, mặc dù biết là chúng ta đang sai, chúng ta đang cố chấp, nhưng mà đâu đấy chúng ta vẫn đang nuôi những cái hy vọng. Và đây là một trong những cái điều cấm kỵ ở trong cái thị trường này. Và cứ mỗi khi mình nhìn lại thì mình cũng phải đều phải đưa ra được những cái phương án. Và cuối cùng thì mình sẽ đặt cái stop loss của mình là khu vực 132.55. Tức là nó phá qua khu vực key level để đóng một cái nến rõ ràng thì mình có thể mình sẽ cắt. Và đến thời điểm hiện tại thì giá nó đang chạm vùng kia vùng nó bắt đầu giảm. Thì như mình đã nói rồi, nếu mình có thể sell đây thì cái đoạn này mình hoàn toàn 9-10 pip. Và ở đây nữa thì mình có một cái lệnh buy stop vàng thì nó lên 1937 là nó cũng đang có lãi rồi. Đó. Thế nên những cái bài học của mình đã gặp phải trong trường hợp này là gì? Thứ nhất, chúng ta đừng bao giờ chúng ta sell FOMO. Thứ hai, đừng bao giờ chúng ta để cái tâm lý nó gắn vào cái công việc giao dịch của chúng ta. Thứ ba là gì? Là khi mà tổng những cái lệnh của chúng ta, nếu mà những cái lệnh thắng nó đủ, nó bao bọc, nó đủ cover cho những cái lệnh lỗ thì chúng ta nên nghỉ. Và mình xin các bạn thực sự là chúng ta nên nghỉ để chúng ta có những cái tâm lý nó thoải mái, sáng suốt hơn trong quá trình giao dịch của chúng ta. Và cuối cùng là gì? Là đừng bao giờ nhồi lệnh một cách nó vô tội vạ. Ít nhất những cái này ở trong cái case này của mình là mình nhồi lệnh ở trong những cái điểm mình thấy chấp nhận được 131.7 này, hoặc là những cái khu vực này mình cảm thấy nó còn chấp nhận được. Còn đây, các bạn đừng bao giờ bạn nhồi những cái điểm mà giữa lưng chừng ở trong những đoạn này, nó sẽ rất rất là tệ, rất rất là tệ. Và đây là một trong những cảm xúc rất là buồn của mình ở trong cái ngày hôm nay. Và đây ở lúc 22:30, như bạn thấy trên màn hình nó xuất hiện một cái nến đỏ. Nhưng cái câu chuyện đây mình muốn tâm sự và mình muốn chia sẻ đấy cảm giác của mình lúc này. Nó bồn chồn, nó hoang mang đến cái mức mà mình không dám đi ngủ ấy, tức là liên tục nhìn điện thoại và để mong nó ra. Nhưng mà các bạn có biết một điều nó như này không? Những cái entry đẹp á, ví dụ cái entry này, đây một cái xuống giảm chúng ta đều thấy rõ đúng không ạ? Và đây một cái key level trong cái xuống giảm. Và hiển nhiên đây là một cái nhịp sell rất đẹp quanh khu vực là 132.2, 132.25 gì đó. Nhưng mà đến đây các bạn sẽ thấy sự thật là khi chúng ta gồng lệnh đến những entry đẹp thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề rất là đau đầu và rất là lớn. Đó chính là chúng ta không còn đủ tự tin, hay là nói cách khác chúng ta khá là rén để chúng ta có thể nhồi thêm một cái lệnh. Và dù nếu mà nhồi đây một cái lệnh chuẩn với số lót được tính toán tốt thì nó hoàn toàn thì kéo cho tất cả những entry dưới ở đây nó có thể về bờ. Nhưng mình không làm được cái điều đó. Chào các bạn, lại là mình đây. Thì cái thời điểm mà mình ghi âm cái phần này là 19 giờ, nói chung là tầm 7 giờ ngày 31. Một ngày sau cái ngày mà mình vào lệnh của CSS-GPI. Và cái cảm giác của mình bây giờ thì như bạn thấy mình cũng đúng là theo anh nghĩ đây là không nói nên lời.
Và như ở trên màn hình thì các bạn đang nhìn thấy đây là đồ thị của con CSS-GPI. Và nếu mà nhìn vào đây thì có thể là các bạn đang nghĩ rằng là mình đáng nhẽ là phải vui bởi vì con này nó giảm đến 120 pip từ tối hôm qua. Nhưng mà sự thực thì không phải là như vậy, và thị trường nó luôn biết cách để nó làm cho chúng ta mất tiền và luôn biết cách làm cho chúng ta thất vọng. Và thậm chí cái từ mà mình muốn nói đấy là cái từ tuyệt vọng, là một cái từ nó đúng hơn. Của mình bây giờ nó tràn ngập cái cảm giác kiểu nó chán và kiểu nó muốn buông xuôi với toàn bộ những cặp GPI này. Lý do thì hôm qua như các bạn đã biết thì mình đã rất là mệt mỏi với con Z, và mình quyết định là mình sẽ đặt một cái mức stop loss. Và cái mức stop loss ở đây mình báo là một khu vực là 132.5, tức là nó nằm ở trên cái khu vực cản này, nằm ở trên khu vực cản này. Mình đã đặt xa ra đoạn này một đoạn, cũng mình nghĩ là chấp nhận được, nhưng mà đây cái điểm stop loss của mình 132.5 thì giá nó lên đúng đến 132.6, 132.66, tức là hơn khoảng 10 pip, xong sau đấy giá nó bắt đầu nó giảm. Thì thực sự mình không biết phải nói gì hơn, chán, rất rất chán, mệt, rất rất mệt. Và hôm qua gần như là mình không có một cái giấc ngủ nào, ngủ nó chập chờn. Cứ được một lúc thì lại bật điện thoại lên xem, một lúc thì lại bật điện thoại. Nhiều khi cứ nằm xuống xong cố nhắm mắt là bảo ngủ đi ngủ đi, nhưng mà thực sự là cái đầu óc nó không không để cho mình làm được cái việc đó. Cứ mỗi lần sờ vào điện thoại thì lại một cái lần mình nuôi hy vọng. Và như ở đây các bạn thấy vào những cái lúc mà 3 4 giờ sáng, những cái lúc mà giá nó giảm, lúc ấy mình kiểu có thêm một ít hy vọng, nhưng mà xong sau đấy thì mệt quá thiếp đi, lúc 7 giờ sáng thì thấy giá nó đi lên. Và đến lúc đi lên thì là cái lúc tuyệt vọng nhất, nó chạm với stop loss và mình chán nản cả ngày hôm nay. Mình cũng không có bất cứ cái hoạt động gì khác ngoài loanh quanh ở trong phòng làm việc, rồi vào phòng ngủ, rồi lại ra phòng làm việc. Ăn uống thì mình cũng không ăn, và những cái lệnh của mình thì mình đã chấp nhận là mình stop loss vào sáng nay như các bạn đã thấy trên màn hình. Mặc dù ngày hôm nay thì mình có gỡ lại bằng cố gắng để gỡ lại bằng những cái lệnh khác. Ví dụ ngày hôm nay mình thấy một lệnh mình rất ưng ý, đấy là lệnh sell vàng ở giá 1929. Xong sau đấy thì cái đoạn này thì mình được 15 pip, xong sau đấy thì mình lên 1933 mình sell xuống tiếp. Và đến chiều nay thì mình đã có một cái tin vui rất là lớn với bạn là được 80 pip với 100 pip đối với sell vàng. Nhưng thực tế cái này nó không làm mình vui lên, không có làm cái cảm xúc của mình nó tốt hơn. Còn CSFGPI nó vẫn là một cái gì đó ám ảnh mình rất là lâu. Và như các bạn đã biết thì tiền nó có thể nó mất thì chúng ta có thể kiếm lại được. Nhưng mà mình thấy một cái mình mất rất là lớn trong cái ngày hôm qua khi mà mình giao dịch con CSFGPI đấy với một cái độ cẩn trọng nó thấp. Đấy là mình mất một bữa cơm ngon, mình mất một buổi tối có thể thoải mái chơi với con của mình, đọc truyện cho nó nghe, đi ngủ sớm với nó, rồi mình mất đi cảm giác nhẹ nhõm bình an khi mà phải giữ cái lệnh qua đêm với cái mức độ căng thẳng hồi hộp. Đấy là những cái mất rất là nhiều, mất về sức khỏe, mất về tinh thần mà mình nghĩ là không bao giờ có một cái số tiền nào nó có thể đong đếm được. Và cái cảm giác thực sự trong cái video này là một cái cảm giác rất là tệ. Và mình cũng xin lỗi, mình không muốn truyền cái năng lượng tiêu cực này đến cho các bạn. Nhưng mà cái video này mình sẽ làm cái nhật ký để về sau khi mà mình lên trên YouTube mình nhìn lại hoặc nhắc lại cái ngày này của năm sau thì mình sẽ luôn thấy đây là một cái ngày thất bại, và nó sẽ là cái dấu mốc để mình ghi nhớ lại để không bao giờ được phép xảy ra cái điều này thêm một lần nữa. Và mình cũng rất là hy vọng là các bạn cũng sẽ không bao giờ gặp những cái lỗi sai như thế này của mình. Và một lần nữa chúc các bạn luôn thành công ở trên thị trường này.